Các bạn đều biết về hiện tượng khúc xạ ánh sáng rồi. Khi ánh sáng đi qua hai môi trường khác nhau, chúng sẽ bị bẻ sang một hướng khác. Với những công cụ toán học, chúng ta hoàn toàn có thể tính được góc khúc xạ của ánh sáng thông qua định lực khúc xạ ánh sáng. Có một câu hỏi thắc mắc là tại sao ánh sáng không đi thẳng mà lại chọn đường đi gấp khúc như vậy? Nếu đi thẳng thì quãng đường đi của nó sẽ ngắn hơn mới đúng. Mình đã có giải thích điều này trong một video lần trước, các bạn có thể xem thêm bên dưới phần mô tả nha. Nói một cách ngắn gọn là ánh sáng đi theo đường gấp khúc như vậy là để tiết kiệm thời gian di chuyển. Đúng là nó không phải con đường ngắn nhất, nhưng mà nó là con đường nhanh nhất mà ánh sáng có thể truyền qua. Điều này cho thấy rằng ánh sáng rất lười biếng nhưng mà cũng cực kỳ thông minh. Lúc này có một vấn đề khác lại xuất hiện, đó là tại sao ánh sáng không đi thẳng mà lại bị bẻ cong, tức là tại sao chúng phải đổi hướng di chuyển. Nếu đi qua mặt nước mà chúng phải di chuyển chậm hơn á, thì cứ đi hẳn không được sao? Tóm lại thì tại sao ánh sáng không đi đường tắt? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao lại xuất hiện hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi chiếu ánh sáng qua hai môi trường khác nhau. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với thư viện nhỏ và cảm thấy hứng thú với những nội dung như thế này á, thì đừng quên đăng ký kênh và cho bọn mình một lượt thích nha. Cảm ơn các bạn. Để bắt đầu, khi chúng ta tìm hiểu về khúc xạ ánh sáng thì chúng ta phải khảo sát tính chất sóng của ánh sáng. Giống như bất kỳ sóng nào khác, sóng ánh sáng cũng có những đặc điểm nhất định. Nó có bước sóng, tần số, biên độ và tốc độ. Nhưng mà không giống như sóng biển, ánh sáng có thể truyền qua chân không của không gian. Cái hành vi giống sóng này cũng có nghĩa là ánh sáng có thể giao thoa với nhau. Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau, chúng có thể củng cố hoặc triệt tiêu lẫn nhau, phụ thuộc vào vị trí tương đối của các đỉnh sóng và đáy sóng. Tiếp theo chúng ta cần biết là khi ánh sáng truyền qua môi trường dày đặc hơn thì ánh sáng sẽ đi chậm lại do chúng tương tác với môi trường đó. Ánh sáng bị chậm lại bao nhiêu lần phụ thuộc vào một hệ số được gọi là chiết xuất của môi trường. Ví dụ khi ánh sáng truyền trong chân không có chiết xuất là 1, còn trong nước là 4/3. Điều này có nghĩa là khi ánh sáng truyền trong chân không với vận tốc là c/s thì trong nước tốc độ của ánh sáng chỉ còn có 0.75 c/s mà thôi. Nhưng mà điều gì thực sự xảy ra khi ánh sáng bị chậm lại? Thực tế khi chúng ta nói ánh sáng di chuyển chậm lại, điều đó đồng nghĩa với việc bước sóng của nó bị ngắn lại. Ánh sáng không thay đổi tần số, không thay đổi biên độ khi bị chậm lại, mà chúng thay đổi bước sóng. Bước sóng của ánh sáng sẽ bị ngắn lại. Nhưng mà tại sao khi ánh sáng chậm lại, chúng lại phải thay đổi hướng di chuyển của nó? Thực tế có rất nhiều cách để giải thích hiện tượng khúc xạ ánh sáng này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ minh họa dễ nhất cho đến học thuật nhất nha. Một ví dụ kinh điển cho điều này là việc bạn hình dung một chiếc xe đang chạy đột nhiên quẹo vào một vũng nước to đùng. Chiếc xe đó bị lệch hướng do một bánh của chiếc xe bị chậm lại trước bánh kia, vì thế nó kéo cả chiếc xe quẹo sang một bên. Ví dụ trên chỉ là cách minh họa để chúng ta hiểu thôi, chứ mọi việc sẽ không diễn ra như vậy. Bởi vì khi chiếc xe bị quẹo sang một bên thì bánh ngoài cùng sẽ di chuyển nhanh hơn bánh xe bên trong do có tồn tại một moment xoắn. Đặt trường hợp ở đây mà là ánh sáng thì không lẽ tia sáng bên ngoài sẽ di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng hay sao? Điều này là không thể. Vì vậy ví dụ này không nói lên được bản chất thực sự của hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Nhưng mà bây giờ chúng ta giả sử có một cái bóng đèn chiếu vào mặt nước. Chúng không chiếu một tia sáng mà là một chùm sáng vào mặt nước. Khi đó tại nguồn phát sáng chúng ta giả sử có 3 điểm bắt đầu của sóng ánh sáng, 2 điểm ở hai bên và 1 điểm ở giữa. Lúc này 3 sóng ánh sáng giao thoa với nhau tạo ra hướng di chuyển cho chùm sáng như thế này. Khi chúng di chuyển và bắt đầu tiếp xúc với mặt nước thì tại nơi tia sáng tiếp xúc với mặt nước thì chúng sẽ tạo ra một nguồn sóng thứ phát tại đó. Và nguồn sóng thứ phát này tiếp tục truyền trong nước. Nếu chúng ta chiếu tia sáng vuông góc với mặt nước thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng vẫn di chuyển theo một hướng như ban đầu. Nhưng mà nếu bạn chiếu tia sáng nghiêng một góc thì lúc này hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ diễn ra. Do các thành phần của ánh sáng ban đầu tiếp xúc với mặt nước ở những khoảng thời gian khác nhau, gây ra sự lệch pha của các nguồn sóng thứ phát truyền trong nước. Đồng thời chúng cũng có bước sóng ngắn hơn. Các nguồn sóng thứ phát có bước sóng ngắn hơn này sẽ bắt đầu giao thoa với nhau. Do là bị lệch pha cho nên các sóng có thể bị khuếch đại hoặc là triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả cuối cùng mà chúng ta thấy được á, tia sáng được truyền trong nước là thành phần ánh sáng còn lại sau khi chúng giao thoa với nhau. Hiệu ứng này làm ánh sáng bị lệch khỏi hướng đi ban đầu, gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy thì tại sao điều này lại diễn ra? Bạn hãy hình dung ánh sáng như một làn sóng di chuyển trong chân không. Nó có đỉnh sóng, đáy sóng và mình minh họa đỉnh sóng bằng những vùng màu đỏ như thế này. Khi ánh sáng di chuyển trong chân không thì bước sóng của chúng sẽ là lambda.
Nhưng mà khi ánh sáng di chuyển trong nước thì bước sóng của chúng sẽ còn có 0.75 lambda mà thôi. Lúc này sóng ánh sáng tiếp xúc với mặt nước theo góc nghiêng á, thì thành phần nằm trong nước sẽ chậm hơn thành phần ánh sáng nằm trong không khí. Khi đó nếu như mà sóng ánh sáng không đổi hướng đi khác thì đỉnh sóng tại mặt nước giữa hai sóng sẽ không trùng nhau. Điều này làm mất đi tính liên tục của sóng ánh sáng. Vì vậy ánh sáng phải đổi hướng đi khác để hai đỉnh sóng trùng nhau tại mặt nước. Cái chùm sáng sẽ di chuyển theo hướng vuông góc với các đỉnh sóng, nên bạn sẽ thấy chùm sáng đó bị đổi hướng di chuyển như thế này. Bạn hoàn toàn có thể tính toán và dự đoán được tia khúc xạ sẽ đi như thế nào dựa vào định lực khúc xạ ánh sáng. Một cách khác để giải thích hiện tượng khúc xạ ánh sáng là chúng ta sẽ xem xét bản chất sóng điện từ của ánh sáng và cách mà độ từ thẩm và độ điện thẩm của môi trường tác động vào hướng đi của tia sáng. Trước tiên thì bạn có thể xem lại video mình giải thích tại sao tốc độ ánh sáng lại bị giới hạn trong chân không bên dưới phần mô tả nha. Trong video đó mình có giải thích cách mà độ điện thẩm và độ từ thẩm của không gian giới hạn sự lan truyền sóng điện từ của ánh sáng. Cái giới hạn này tồn tại là do bản chất của không gian mà chúng ta đang sống. Và điều mình muốn nói là trong nước hay không khí thì ánh sáng cũng bị những giới hạn tương tự mà thôi. Vì vậy khi mà chúng ta xem xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước thì hướng lan truyền của ánh sáng sẽ vuông góc với những thành phần điện trường và từ trường của nó. Nhưng ở đây chúng ta chủ yếu xem xét phần điện trường thôi, bởi vì độ điện thẩm của nước và không khí khác nhau rất rõ rệt, trong khi cả hai môi trường đều có độ từ thẩm gần giống như nhau và cũng gần tương tự với chân không. Vì vậy vector mà chúng ta đang vẽ vuông góc với hướng đi của tia sáng là vector điện trường của nó. Ở vector điện trường này bao gồm hai thành phần khác nhau là thành phần vector song song với mặt nước và thành phần vector vuông góc với mặt nước. Sự kiện khúc xạ ánh sáng diễn ra khi tia sáng tiếp xúc với mặt nước. Và chúng ta sẽ xem xét cái điều gì diễn ra ở bên dưới tại nơi tiếp xúc với mặt nước. Khi ánh sáng bắt đầu tiếp xúc với mặt nước thì độ điện thẩm của nước sẽ cao hơn nhiều so với không khí. Vì vậy thành phần vector điện trường di chuyển trong nước sẽ bị chậm lại. Đó là vector vuông góc với mặt nước. Trong khi thành phần vector song song nằm tại ranh giới thì không bị ảnh hưởng, bởi nó không xuyên vào môi trường nước. Vector đó người ta gọi là vector điện trường tiếp tuyến. Nó luôn bằng nhau tại ranh giới giữa hai môi trường. Vì vậy thành phần vector song song sẽ không bị thay đổi. Kết quả cuối cùng của vector điện trường di chuyển trong nước sẽ là tổng của vector pháp tuyến và vector song song của điện trường. Và vì hướng di chuyển của tia sáng là hướng vuông góc với vector điện trường, nên chúng ta sẽ thấy đường đi của tia sáng bị lệch về hướng của đường pháp tuyến. Có vẻ như là do ánh sáng biết được khi chúng di chuyển trong nước thì sẽ chậm hơn trong không khí, nên chúng chọn cách sẽ đi trong không khí một quãng đường dài hơn. Vì khi đó thì quãng đường trong nước của chúng sẽ bị ngắn lại, nơi mà chúng đi chậm hơn. Ánh sáng biết cách cân bằng một cách hoàn hảo giữa hai môi trường, nên dù ở tốc độ khác nhau đi nữa, chúng vẫn đứng vị trí quán quân. Vì vậy lần tới khi bạn nhìn thấy hiện tượng khúc xạ ánh sáng, bạn hãy nhớ rằng ánh sáng đang nỗ lực tìm đường đi hiệu quả nhất cho chúng. Trước khi bạn rời đi thì hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên thích, chia sẻ, đăng ký kênh để lan tỏa những nội dung như thế này nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.